cháy bàn thờ có điềm gì? Hóa giải bàn thờ cháy được không? Cháy bàn thờ có điềm gì? Trong quá trình thờ cúng, nhiều gia đình gặp hiện tượng bàn thờ bốc cháy. Đây có thể là điềm báo, cảnh báo tai họa sắp ập đến. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng. Xét về góc độ khoa học thì đây là điều bình thường, không có gì đáng lo ngại. Cháy bàn thờ có điềm gì không? Hiện tượng cháy bàn thờ có rất nhiều những nguyên nhân phát sinh cả về tâm linh lẫn khoa học. Nhưng có một điều chắc chắn rằng việc bàn thờ bị cháy sẽ gây ra ít nhiều những xáo trộn trong cuộc sống gia đình. Vì vậy mà gia chủ cần phải đặc biệt chú ý khi hiện tượng này xảy ra nếu không muốn những hệ lụy xấu xảy ra sau này hoặc mơ thấy cháy bàn thờ. Cháy bàn thờ xét theo góc độ khoa học. Ở góc độ khoa học thì nguyên nhân của hiện tượng cháy bàn thờ được nhìn nhận là do gia chủ không thường xuyên lau dọn bàn thờ, cắt tỉa chân nhang. Dẫn đến khi lễ bái, tàn hương vẫn còn lửa bén với những đồ vật khô lâu ngày không được dọn làm cho bàn thờ bị cháy. Do vậy mà bát hương trên bàn thờ gia tiên không được để chân nhang quá dày, phải cắt tỉa thường xuyên. Cùng với đó khi thắp hương xong phải hóa tiền vàng và lau dọn bàn thờ ngay. Điều này vừa giúp cho không gian tâm linh được sạch đẹp vừa giảm thiểu tối đa khả năng bàn thờ bị cháy. Thêm nữa với dây đèn trang trí trong không gian thờ, gia chủ cần kiểm tra thường xuyên. Điều này sẽ tránh được việc chập điện gây cháy nổ không chỉ cho không gian thờ mà còn cả ngôi nhà. Cháy bàn thờ dưới góc độ tâm linh. Có thể nói rằng bàn thờ là nơi linh thiêng nhất ở trong không gian nội thất phòng thờ. Khi bàn thờ xảy ra bất cứ những dấu hiệu bất thường gì, thì đó là báo hiệu cho một điều chẳng lành. Cũng có thể thần và gia tiên muốn cảnh báo gia chủ về công việc thờ cúng của gia đình. Những điều báo hiệu có thể là gia chủ thờ cúng không thành tâm, ai đó trong gia đình làm điều ác sắp bị báo ứng, hoặc âm phần của gia đình bị động. Cùng với đó nguyên nhân của hiện tượng cháy bàn thờ diễn ra cũng có thể do việc bốc bát hương của gia đình. Khi bốc bát hương chỉ làm qua loa, không chăm chút, thành tâm, bốc chưa đúng cách. Hoặc cùng có thể gia chủ chọn người bốc bát hương là người có căn quả không tốt, làm nhiều việc ác, phúc khí xấu. Nếu gia chủ không mắc phải những điều trên thì rất có thể hiện tượng cháy bàn thờ thần tài, gia tiên là một điềm báo về vận hạn sắp ập đến. Khi mơ thấy cháy bàn thờ có thể là gia tiên muốn báo cho gia đình nên đi giải hạn, tu tập tốt hơn để hóa giải nghiệp xấu. Cho dù với bất cứ nguyên nhân nào thì khi bàn thờ bị cháy gia chủ cũng cần đặc biệt cẩn thận. Bên cạnh đó cũng không được lo lắng quá vì sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe làm cho mọi chuyện ngày càng xấu đi. Người xưa có câu, có thờ, có thiên, có kiên, có lành, nếu là những việc liên quan đến tâm linh thì nên thận trọng, làm đúng khuôn phép để tránh tai họa. Cách hóa giải cháy bàn thờ như nào? Nhiều gia chủ nghĩ rằng cách hóa giải bàn thờ cháy vô cùng phức tạp và khó khăn. Có thể kể đến như tìm thật nhiều thầy trừ tà, bắt vong về gia đình, đi xem bói toán từ những thầy bói lởm. Điều này cũng là dễ hiểu bởi rất nhiều gia chủ không hiểu cháy bàn thờ có điềm gì, dẫn đến việc hoang mang. Khi bàn thờ bị cháy, gia chủ cần bình tĩnh tìm hướng giải quyết. Những việc hữu ích nhất có thể làm là lau chùi, dọn dẹp toàn bộ không gian thờ cúng tâm linh, đặc biệt là những đồ vật khô hoặc dễ cháy nổ. Vào những ngày lễ, Tết, Hiếu, Hỷ nếu số chân nhang ở bát hương quá nhiều, hãy làm lễ xin gia tiên và thần linh cắt tỉa bớt. Điều này vừa giúp bàn thờ không bị cháy, vừa tăng khả năng phong thủy của không gian thờ. Khi thắp hương không nên để những vật phẩm dễ cháy nổ lên bàn thờ như diêm, bật lửa, phải đặt nến vào chân kim loại. Kiểm tra những đường dây điện xem có bị hở không hoặc trục trặc ở vị trí nào không. Nếu cách xử lý ở trên vẫn không hiệu quả thì bạn nên làm như sau. Đi chùa để cầu phúc, xin các sư thầy chỉ điểm cách khắc phục và làm lễ cầu an. Không làm những việc ác, trái với luân thường đạo lý hoặc làm những việc nặng về tâm linh nữa. Nếu người bốc bát hương có căn quả xấu, nghiệp ác thì cần phải làm lễ thay bát hương. Nên nhờ các sư thầy có đạo hạnh cao ở các chùa làm lễ giúp để tăng phúc báo. Tăng cường làm những việc thiện, giúp ích cho đời như giúp đỡ những người khó khăn, quyên góp cho vùng gặp thiên tai, bệnh dịch. Đây là những cách hữu hiệu nhất để hóa giải những điềm xấu về sau khi xảy ra hiện tượng cháy bàn thờ.
Gia chủ cần làm theo và tuyệt đối không nên tin vào những lời tà đạo gây hại đến phần tâm linh của gia đình. Hy vọng trong video này đã giải đáp cho bạn hoàn toàn thắc về việc cháy bàn thờ có điềm gì. Chúng tôi luôn hy vọng bạn và gia đình sẽ gặp thật nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.